khách chơi đến mệt lả, kiệt sức tại Đại Nam ngày miễn vé. Trưa ngày 29 tháng 9, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, trong ngày đầu miễn phí vé vào cổng. Trưa ngày 29 tháng 9, hàng nghìn người đổ về khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, để vui chơi nhân dịp nơi đây miễn phí vé vào cửa cho nhiều dịch vụ, chương trình tham quan, giải trí. Ghi nhận vào giữa trưa ngày 29 tháng 9, khu du lịch đông đúc khách tham quan. Tuy nhiên, tại đây không diễn ra tình trạng chen chúc, mất trật tự. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam, thông báo miễn phí vé vào khu du lịch trong một số ngày. Nhiều đồ uống giải khát hết hàng khi khu du lịch đón tiếp lượng khách khổng lồ. Khu vực biển Đại Nam đông đúc, nhân viên tại đây thông báo liên tục về những trẻ em lạc ba mẹ. Bên cạnh đó, nhiều người mừng với nhau rằng nước chạm người là vui rồi sau quãng thời gian đi bộ giữa đám đông. Nhiều em bé cũng trong tình trạng bị đuối sức giữa đường đi. Chị Thanh Hằng, mẹ em bé, cho biết đã đến đây được 4 tiếng nhưng chưa đi được khu nào dù trước đó có dự định tham qua khu biển và vườn thú. Vì tình trạng đông đúc nên em bé 2 tuổi dễ chạy đi xa, chị phải nhiều lần đi kiếm. Người dân, trẻ em tận hưởng, thích thú nghịch nước. Nhiều người mang theo dù giữa thời tiết nắng nóng. Hai vợ chồng Hồng Loan và Ngọc Tâm đi từ Củ Chi mất khoảng 30 phút. Đây là lần đầu tiên đi, cả hai không biết quãng đường xa, không chuẩn bị kỹ càng về đồ ăn, nước uống. Dù ở đây đã 5 tiếng, nhưng cả hai chỉ tham quan khu vui chơi, không có dự định tham quan thêm vào buổi chiều vì kiệt sức. Trên đường đi, nhiều người tranh thủ chợp mắt, phục hồi sức. Lần thứ 3 đi, gia đình chị Đỗ Hoa, Bình Long, tỉnh Bình Phước, gồm 17 người, tự tin có nhiều kinh nghiệm trong việc ở đi du lịch trong ngày khi mất 2 tiếng để tới nơi. Nhà chị mang theo võng, tấm bạt trải, bếp, nguyên liệu làm lẩu. Chị Hoa đánh giá lần này đông đúc khách hơn so với những lần trước. Không có xe điện nên phải đi bộ xa và dài, chúng tôi thấy khá mệt, để chị cho biết. Vào sáng sớm, từ 7 giờ, hàng nghìn xe máy đã nối đuôi kéo dài từ cổng chính vào trong khuôn viên khu du lịch. Bãi xe kín chỗ lúc 14 giờ. Theo thông báo, khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, vé các dịch vụ vui chơi như khu biển Đại Nam, vườn thú, trò chơi, trường đua vào các ngày 29 tháng 9, 6/10, 13, 10 và 20, 10. Cách đây 10 năm, khu du lịch cũng từng miễn phí vé vào cổng.